thì cái goal anh chồng có cái goal anh cũng muốn đi Panama. Ok, ví dụ anh chồng muốn đi thêm Panama right? Thì cái câu em hỏi đó là anh chồng cần bao nhiêu người giác điệp để anh đi Panama? Anh assume nha, nên không cần nói chính xác. Là anh cần bao nhiêu người giác điệp để anh đi Panama? Anh cần 2 giác điệp right? Ok. Cái goal của mình vẫn là Panama ha. Panama. Là anh chồng cần 2 giác điệp. Bây giờ đó là bây giờ anh chỉ còn là trong vòng ví dụ là đầu tháng này là tháng 7 đi ha, để cho nó dễ khoảng đó. Thì bây giờ là nếu anh cần 2 giác điệp đó, ok, thì cái tháng này anh nên cần 2 cái loan để nó doable, để nó thực tế right. Tại tháng này có cái loan tháng 7 thì tháng 8 anh có Q2 right, and tháng 9 lại có 2 giác điệp thì sẽ biết cái goal của anh đúng không? Nó phải rõ ràng như vậy ha, đấy. So, thì ví dụ như là anh cần 2 loan, ok, đó là cái mục tiêu của anh. Em không biết anh làm bất cứ cái gì, I don't know what you do, but cái đó là cái mà mình tập trung, focus, single minded. Mỗi sáng là, mình phải cần 2 cái loan, ha, mình làm gì thì cần 2 loan đấy, đấy. Ok, so đó là cái mục tiêu, ví dụ mục tiêu đó của anh, ok. So, thì bây giờ bây giờ là thay vì 3 tháng mình set goal 3 tháng, em sẽ break down monthly, day, monthly, weekly and daily, right? So, thì bây giờ em nói là monthly ha. Thì bây giờ đó là cái việc đầu tiên đó, number one đó là presentation. Làm sẽ hỏi anh Trọng là ok, cái mục tiêu trong cái tháng 7 này anh muốn chia sẻ với bao nhiêu người? Trong tháng 7 anh muốn chia sẻ bao nhiêu người? Một ngày một người right. Anh làm new skin một tuần mấy ngày? Weekend là có nghĩa là thứ bảy chủ nhật là một tuần anh chỉ share hai cái thôi right. Ok, that's ok, mình cứ assume vậy đi, that's ok right. So và mình stick theo cái này ha, rule of thumb ha, 80-20 right, 80-20% ok. Tại vì không biết như nào nhưng mà 80% right? Anh mắc đúng không? Rung tâm, ok. Anh một tuần đó là anh có 2 cái presentation right? Anh nhân với 4 lên bao nhiêu? 8. Ok, anh chỉ 8 người. Đúng không? 8 người, ok. Và bắt đầu em quay lại em hỏi, ok anh mắc, anh nhá. Cái mục tiêu của anh đó là anh muốn là 2 cái loại. Ok, right? Và anh chia sẻ chỉ có 8 người thôi thì anh nghĩ nó thực tế không? No right? See? Và không thực tế thì anh nghĩ nếu mà anh muốn 2 cái loại anh phải như thế nào? Tăng increase cái presentation của mình right? Là anh chỉ anh là only anh có thể control cái này thôi. Người ta tham gia không mình không control được right? Mình control cái những gì mình có thể làm, con số đúng không? Thì bây giờ nếu anh nghĩ tăng thì anh nghĩ tăng khoảng bao nhiêu anh chia sẻ bao nhiêu người? Gấp đôi đấy, đã đến 16 đấy. Sau anh chị mình đấy, sau anh chị thấy cái idea không đấy? Anh chị 16 người mình làm gì nó thực tế chứ đừng cứ nghĩ là mình phải chia sẻ vậy rồi mình muốn chia sẻ 50 người mà mình không có plan làm gì hết, nó không có thực tế đó. Ok, sau cái phần thứ hai em clear nhá. Phần thứ hai đó là mình new sponsor, ok, new sponsor. Đúng. Anh muốn sponsor bao nhiêu người trong tháng 7? Muốn là càng nhiều càng tốt rồi. Đúng, mình phải có number chứ, để mình xuống. Thì bây giờ mình tính theo cái rule 80-20 nó ấy không? Không. Đúng không? Ok không? Tại vì anh nghĩ là cứ chia sẻ 10 người, cứ tính thôi, 10 người mình có 2 người. Phải được 1 người rưỡi. 1 người rưỡi đấy.
Mà bây giờ cái goal anh muốn 4 người thì anh phải sao? Anh increase lên 20 cái để nó realistic. Không biết là kết quả nào đúng không? Nhưng mà cái thực tế nó như vậy đúng không? Right? So, thì bây giờ đó là em raise cái goal của anh là 20. Là anh cam kết em 20. Em không biết là anh làm bao nhiêu ngày. Và khi em làm như đó thì anh nói ok. Anh ok, anh làm. Anh cam kết với em anh làm, right? Sau là em sẽ viết cho anh cái số của em là như vậy. Tại vì đó anh cái này anh muốn mà đúng không? Right? Sau. Và bây giờ đó là cái câu thứ ba, không biết là anh chị nào chị có hiểu em chia sẻ không? Dạ. Yeah. Right. Ok. Sau. Cái thứ ba đó là cái gì ta? Ideal. Thường em làm cái này là đầu tháng với lại đội nhóm. Dạ. Yeah. So ADO đó, ví dụ như ADO đó là anh muốn bao nhiêu cái ADO cho cái tháng 7. Cho nên cái này là it's clear a lot of things. Tại vì sometimes mình assume trong đầu mình không có nghĩ. Yeah. So anh muốn bao nhiêu cái ADO trong cái tháng của anh? Let's say 15 cái. 15 cái hả? Wow. Ok. Anh chia sẻ 20 lấy 15 là gì đúng không? Nó thực tế không? Gotcha. Okay. Đúng không? Yeah. So anh phải adjust cái schedule của mình. Tại vì á, sometimes mình vô mình nói là ồ tại sao new skin không work, right? Tại vì mình không work new skin, sao new skin work, right? The plan work, mà mình không work the plan thì sao nó work? Đúng không? Cho nên thực tế là em suggest anh á, anh nên reduce con số này xuống. Là ví dụ 4 này. Nó thực tế lắm, 4 nó thực tế lắm. Right. So, và cái thứ tư á, là cái gì? Cái gì volume. Tại LI là mình nhớ được volume. Cái này cũng khá quan trọng này. Tại vì kinh doanh của mình tiền từ đâu đến từ đâu? Volume, right? Right, ok. So, và cái volume này là không có tính exact cái điểm của mình. Mình tính là cái sơ của volume, mục tiêu sơ của volume là bao nhiêu? Anh muốn cái volume anh bao nhiêu cái tháng? 3 ngàn hả? 3 thì nó ngon. 3 rồi. Ok, xong. 3 ngàn. Ok, rồi, 3 ngàn, đúng không? Là cái anh muốn rồi. Morning. Thấy cô đang bằng dưỡng khớp. Đi học thôi mà. Nhưng mà tự đóng tiền chứ không bảo So, đây là cái volume anh muốn, right? So, đây là income, right? Năm là income, money. Là anh phải design cho anh how much you want to make. Right? Ví dụ như là cái volume của mình tính tháng này, ví dụ anh muốn làm cái này là của mình thôi nha, cái này nó hơi bị sensitive một xíu, cái design của anh muốn bao nhiêu thôi, nhưng nó phải thực tế, nó phải có con số. Ví dụ như mình muốn làm 2.000 thì bao nhiêu volume, tổng volume một tháng à? Bao nhiêu? Nếu mình muốn làm 2.000 một tháng 12.000. Nếu mà tính volume mình có 12.000 volume thì mình sẽ có 2.000 một tháng. Đấy. Còn nếu đi theo cái BBQ plan á, là mình dưới hệ thống mình á, mà mình có được 4 người trên cái 4.000 á thì được cái share đúng không? Được add đi đó. Và nếu chị có thể cộng vô cái scan của mình đi làm á, cái scan của mình đó là cứ tính 10 đồng một người. Và anh chị tính bình quân là một ngày anh chị scan 5 người đi. Right? Anh chị làm new skin 5 ngày một tuần đi ví dụ đi. Thì chị tính con số lên có thể add vô cái income của mình. Tại cái tiền thu nhập mà. Right? Đó. Cho nên cái này nó cũng phải nó rõ ràng một xíu. Ok. Anh chị thấy clear, yes, clear. Yes. Yeah. So, thì bây giờ đó là em phải break down daily, weekly. Okay. Thì bây giờ đó weekly là anh Trọng làm một tuần mấy ngày quên không? Hai ngày đấy. Hai ngày. Ok. So, thì bây giờ anh làm tuần 2 ngày thì bây giờ em chia cho 4 bao nhiêu ta? 20 chia 4. 5 rồi. Tuần là 5 cái. Yes, là mỗi một tuần anh phải có 5 cái presentation.
hai ngày. It's doable, that's realistic. Anh ráng xem là ok rồi. Scanner hay là one on one, đó là mình nói one on one. So là mỗi tuần anh phải có 5, right? Okay. So và break down xuống cái này là mỗi một tuần á là cái goal anh muốn sponsor 4 người đúng không? Thì bây giờ là one. Okay. 5 này. Rồi cái new sponsor này là one này, là một này. Và ADO của anh làm sao? One. Mỗi một tuần anh phải có một cái ADO. Anh có một cái ADO, right? So, và volume của anh chia ra 3,000 chia cho 4. Chia 4 là chục. Hả? 1,250. No, 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 no. 950. 950, ok. Là volume. Và anh phải có 950. So, cho nên nếu anh làm đúng, anh làm ấy là một cái loi ok đúng không? Anh close cái loi là cũng ok, right? See? So, mình break down weekly như vậy. So, và cái quan trọng thành công trong công việc này đó, không phải là cái này, không phải cái này ha, là daily. Là mỗi một ngày mình dậy là mình có plan mình sẽ làm cái gì, ok? Rồi, mình nói daily ha. Thì daily, khi nói daily đó, là mình sẽ break down từ cái này. 5 chia cho 2 là mấy ta? 2 rưỡi. Ok. Là đây ba là, đi. À, là anh phải có 2.5 cái presentation. Có nghĩa là anh chia sẻ 2 cái rồi đúng không? Và anh có 2 cái appointment. Yes. See? Để nó rưỡi thì anh có 2 appointment cho the next presentation. Ok. Right. So that's a daily anh phải focus. That's a daily. So bây giờ mình nói về cái sponsor, new sponsor, right? Thì bây giờ cần mấy cái? Half. Half, right? Ok, what, why half, right? Thì half đó, khi mà mình muốn sponsor người đó, không thể nào đi ra ngoài mình chia sẻ một cái người ta tham gia liền. Cái percent rất là ít, trừ khi anh Kiệt với anh Tiến hay là anh Mai thôi. Còn anh em mình là phải take some time. So that means là realistic là mình follow up. Thì anh mình phải focus vô cái number follow up là bao nhiêu, right? Để mình có một người sponsor. Thì ví dụ như anh muốn một tuần đó sponsor đó, thì anh phải có gì? Anh phải có at least 4 người để anh follow up, right? Trong cái tuần đó, đúng không? Để mình có thể có một người sponsor, right? Hay là anh cứ follow up 2 người để anh có một người để anh sponsor. Make sense không? Cái sponsor là sponsor new idea luôn hay là new sponsor? Distributor, like new goal là new distributor, idea nó different. Okay. So nếu mà new distributor là có nghĩa là thành loi hoặc là idea gì đó. Yeah. Okay. Yeah. So và có thể đây là .25 hả? Okay. Phải không? .50 hả? .50 chứ hai ngày mà. .50. Là nghĩa anh phải có ít 3-4 người để follow up để có người sponsor. Mất xe không? Rõ. Okay. Rồi, ADO xem tình, right? ADO thì ADO xem tình. Okay. Rồi, cái gì nữa ta? Volume. Ok. 500. Chia ra bao nhiêu? Cái đó là 750. 750 chứ khoảng 320. Như là 750 ha? Dạ. Trời ơi, tính thì tính lộn thì 750 đấy. Rồi chia là bao nhiêu? Chia 2. 375. Rồi. So cái đó là mỗi một ngày anh nhất định làm về 375 điểm. Hai cái ADO hay là ba cái ADO là ok đúng không? Nếu nói volume, right? So còn hiện tại hai cái là mình làm trước rồi, cái đó là cách chung làm thì anh chị sắp xếp nào cũng được. So ở trên, so that means cái focus của cái đội nhóm của em đó là phải daily, là daily activity họ là cái gì. So em không có count cái này, cái này mình chỉ break down, còn cái daily họ làm cái gì thì đó là cái mà em set cho cái team của em. Ok, so ví dụ như là ở trong cái nhóm của mình, ok, mình làm với nhau thì đó là schedule anh Trọng. Anh Trọng sẽ đi làm 2 ngày một tuần, right? Anh tự set và anh đưa cái number cho một cái người captain ở đây là anh sẽ cam kết.